tin nhắn của Thiên Chúa cho bạn hôm nay. Con yêu dấu của tôi, trong tận cùng của trái tim con, hãy nhớ rằng con được tạo ra với sự kinh khiếp và kỳ diệu bởi tay của một đấng tạo hóa yêu thương. Con sở hữu một sức mạnh và tiềm năng lớn bên trong, chỉ chờ đợi để được giải phóng. Như các kinh thánh nhắc nhở chúng ta, tôi có thể làm mọi việc nhờ đấng Christ ban sức lực cho tôi. Đoạn kinh này đại diện cho tinh thần không thể khuất phục nằm trong con. Không có trở ngại nào là không vượt qua được, không giấc mơ nào quá xa vời khi con đón nhận quyền năng ẩn chứa bên trong. Hãy biết rằng trong mỗi mùa của cuộc sống, con không đơn độc. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và lá chắn của tôi, lòng tôi đặt niềm tin nơi Ngài và Ngài giúp đỡ tôi. Dựa vào Ngài để được chỉ dẫn và hỗ trợ, con sẽ tìm thấy lòng dũng cảm để vượt qua mọi thách thức trên con đường. Con đừng bao giờ đánh giá thiếu tác động của những hành động của mình và sự ảnh hưởng con có thể tạo ra trên thế giới. Hãy để ánh sáng của con chiếu sáng trước mọi người, để họ có thể nhìn thấy những hành động thiện của con và tôn vinh Cha trên trời. Tài năng độc nhất, lòng nhân hậu và sự kiên nhẫn của con có thể khơi dậy ngọn lửa cảm hứng trong trái tim những người xung quanh con. Hãy đón nhận mỗi ngày là một món quà và cơ hội để trưởng thành, vì tôi biết những kế hoạch ta dành cho con. Ta có ý định làm con thành công, chứ không phải gây hại đến con. Ta muốn ban cho con hy vọng và một tương lai. Hãy tin tưởng vào kế hoạch thiêng liêng dành cho cuộc đời con và tiếp tục đi tới, ngay cả khi phải đối diện với những sự không chắc chắn. Hãy nhớ rằng hành trình của con có thể đầy thử thách và gian khổ, nhưng chúng chỉ là những bước nhảy dẫn tới chiến thắng cuối cùng. Chúng ta biết rằng trong mọi việc, Đức Chúa Trời làm việc hướng tới oánh phần tốt cho những ai yêu Ngài. Với niềm tin như La Bàn của mình, con có sức mạnh để vượt qua, lòng kiên cường để vươn lên và sự khôn ngoan để học từ mọi trải nghiệm. Tin tưởng vào bản chất phiền não Chúa ban cho con, tràn đầy sức mạnh, tình yêu và sự tự chủ. Hãy giải phóng quyền năng bên trong con, yêu thương một cách toàn tâm và đón nhận sự tự chủ khi con điều hướng đến những giấc mơ của mình. Đừng bao giờ quên rằng con được yêu thương vô điều kiện, được quý trọng vô cùng, xem tình yêu lớn lao mà Cha ban cho chúng ta, để chúng ta được gọi mình là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật sự đã như vậy. Hãy để tình yêu này trở thành nguồn sức mạnh của con và nền tảng của niềm tin vào bản thân. Con có khả năng để tạo ra sự khác biệt, truyền cảm hứng cho người khác và để lại di sản lâu dài. Vì vậy, hãy nổi lên, đón nhận tiềm năng thật sự của mình và hướng tới vĩ đại. Thế giới đang chờ đợi tác động của cuộc sống mạnh mẽ, cảm hứng và mục đích của con. Với sự khuyến khích chân thành, Chúa phù hộ bạn. Chúc mừng bạn. Amen. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh nếu bạn thực sự tin vào nó.